nghệ thuật thờ cúng cửu huyền thất tổ ở mỗi gia đình Việt, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ và vun đắp, nền văn hóa Việt Nam luôn trân trọng tinh thần uống nước nhớ nguồn. Thờ cúng tổ tiên cửu huyền thất tổ chính là minh chứng cho nét đẹp tâm linh ấy, là sợi dây kết nối thiêng liêng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, vượt ra khỏi khuôn khổ nghi lễ thông thường. Đây còn là cách con cháu thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ đi trước, những người đã có công sinh thành, dưỡng dục và góp phần tạo nên cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Từng chi tiết trên bàn thờ gia tiên, từ bức ảnh, lư hương cho đến những bình hoa tươi đều ẩn chứa những ý nghĩa sâu sắc và được sắp xếp một cách tỉ mỉ. Mỗi vật phẩm không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn là biểu tượng cho lòng hiếu thảo, sự nhớ thương người đã khuất và những mong ước về sức khỏe, bình an cho gia đạo. Lễ vật dâng cúng trên bàn thờ thể hiện sự tôn kính đối với tổ tiên, là lời nhắc nhở về nguồn cội và bản sắc của mỗi người. Mỗi một lễ vật dâng cúng đều mang một thông điệp đặc biệt, góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo. Gạo, muối, nước, những nguyên liệu bình dị tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy và lòng biết ơn. Trái cây tươi thể hiện sự tươi mới, sức sống và mong ước về cuộc sống an yên. Mỗi món ăn trong mâm cúng kỳ dỗ lại mang hương vị quê nhà, gợi nhớ về nguồn cội và gắn kết tình cảm gia đình. Bửu Liên tin rằng, dù là người Việt Nam hay bạn bè quốc tế, khi tìm hiểu về nghệ thuật thờ cúng tổ tiên ông bà, đều sẽ cảm nhận được tinh thần hướng về nguồn cội thiêng liêng mà người Việt Nam đã gìn giữ và vun đắp qua bao thế hệ. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống cần được gìn giữ và phát huy, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn, đạo hiếu và ý thức về cội nguồn.